Hello, hello, xin chào các bạn Để đến, đến với Thuần Cạp được ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali Thì ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi Và hôm nay là ngày đầu tiên trong một tuần mới Hoa Kỳ các bạn Tại vì hôm qua là ngày lễ Thì hôm nay đây chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin Thuần đã chuẩn bị sẵn để mà chia sẻ với các bạn Chúng ta có một cái thông tin rất là lớn liên quan tới Visa và Solana Nhưng mà Thuần muốn chia sẻ một cách nó chi tiết hơn Tại vì Thuần cảm thấy là nhiều bài viết đó Cũng giống như là họ lặp đi lặp lại nhưng mà họ không không có rất rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với các bạn à, và thường biết là có rất nhiều bạn là fan của Solana. Kế đó đó chúng ta cũng sẽ nói về tình hình chung các bạn và chúng ta cũng sẽ thấy là trong tuần này đã có rất là nhiều những quan chức của Fed sẽ phát biểu và thùng muốn chia sẻ một số những thông tin để các bạn nắm bắt được. Chúng ta cũng sẽ dành mỗi thời gian để mà cập nhật một chút xíu về tình hình on-chain cũng như là có một số những thông tin khác à, và có một tin đồn các bạn. À, liên quan tới Binance Nhưng mà cuối cùng đây chỉ là một tin đồn mà thôi Cũng khiến cho nhiều người lo lắng Thì đó là tin đồn gì? Một lát nên thường sẽ chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào kết thúc ngày hôm nay Để chứng khoa Hoa Kỳ như thế nào Các bạn thì chúng ta có một số màu đỏ xuất hiện Không phải là đỏ lắm Nhưng mà chúng ta đã thấy là chỉ số Dow Jones dẫn đầu Với cái con số là xuống 0.56% S&P 500 đó thì xuống 0.42 và Nasdaq đó thì không có sự thay đổi nhiều Khi bây giờ ra pre-market thì các bạn thấy là cũng hơi đỏ một chút à, Chúng ta có chỉ số Nasdaq Futures đó thì xuống 0.23 Nói chung là mở đầu, đầu tuần này đó thì chúng ta có một số màu đỏ xuất hiện Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó Thì bây giờ vẫn hơn 80 đô các bạn, bây giờ là 86 đô 76 cent cho một thùng dầu Tuy là vẫn thấp so với cái đỉnh à, khi mà chúng ta trả trở về đây các bạn thấy được là hồi tháng 11 của năm ngoái đó thì giá dầu là khoảng 90 mấy đô Trước đó nữa đó chúng ta trả cho về thì năm 2022 tháng 6 đó nghĩa là cái đây khoảng chừng hơn một năm đó, các bạn thấy là giá dầu lên tới gần 120 đô. Thì cái mức bây giờ vẫn thấp so với mức đó nhưng mà khi chúng ta nhìn lại đó thì cái mức giá 86 đô cho một thùng dầu này đã trả cho về cái mức là khoảng chừng tháng 11 của năm ngoái các bạn nghĩa là giá dầu đang trên con đường tăng trưởng trở lại hợp đồng dầu đó đã tăng từ thời điểm tháng 6 tới bây giờ ừ. À, và đương nhiên đây là một chuyện yếu tố mà nhiều người sẽ quan tâm tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn. Một trong những yếu tố dẫn đến chỉ số CPI giảm đó là tại vì giá dầu giảm nhanh. Các bạn đã biết là lương thực và năng lượng đó là hai cái yếu tố lớn ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát. Và các bạn cũng đã biết là tháng 8 vừa rồi đó chúng ta không có một cuộc họp nào liên quan đến lãi suất của Fed hết nhưng mà tháng này sẽ có đó các bạn. Tháng này đó chúng ta sẽ có cái uh, cuộc họp FOMC của Fed sẽ diễn ra vào khoảng chừng 2 tuần nữa các bạn, 14 ngày 15 giờ nữa và chúng ta cũng thấy là trong tuần này đã có hàng loạt những quan chức của Fed luôn chúng ta nhìn thấy được là những cái mà thường đang tô màu trên màn hình đó. thứ năm và thứ sáu tuần này đó chúng ta có rất là nhiều chúng ta có là chủ tịch Fed ở Philadelphia là Patrick Harker chúng ta có chủ tịch Fed ở Chicago là Austin Gooseby chúng ta có những chủ tịch Fed khác như là New York, Atlanta, San Francisco đều sẽ phát biểu trong tuần này họ sẽ nói gì các bạn chúng ta phải chờ thêm hàng nữa mới biết nhưng mà phần lớn nó sẽ xoay quanh những thông tin mới nhất tại vì các bạn đã biết là chủ tịch John Powell cũng đã lập lại nhiều lần rồi sẽ chờ xem coi là những cái thông tin kế tiếp sẽ ra sao trước khi mà Fed ra quyết định liên quan tới lãi suất chúng ta cũng đã biết là chỉ số CPI và PCE đã có một cái sự tăng trưởng trở lại chúng ta đang nói tới là chỉ số uh, thông thường chứ không phải là khô các bạn thì cũng đã có một cái sự tăng trưởng trở lại và cộng với chúng ta lại có một cái chỉ số phần trăm thất nghiệp đó, đột ngột tăng lên 3.8% vẫn là cái mức thấp nhưng mà chúng ta đã thấy đã tiến tới gần 4% cái mức mà Fed chấp nhận được thì bây giờ đó những người này sẽ nói gì các bạn đó là điều mà thị trường đang chờ đợi tại vì ngay bây giờ đó nếu như chúng ta nhìn vào cái chỉ số CME đó thì 92% nghĩ là trong cuộc họp tháng Chính này đó ngày 20 tháng 9 thì hợp đồng tương lai đã nghiêng về là sẽ không tăng lãi suất các bạn giữ nguyên. Đương nhiên chúng ta còn 2 tuần khi mà đến gần đó thì con số này nó sẽ thay đổi nhiều lắm nhưng mà hiện bây giờ đó thì hợp đồng vẫn đang nghiêng về là sẽ không tăng giữ nguyên lãi suất. Chúng ta sẽ thấy được là tháng 11 đó thì bây giờ đã phần lớn là 55.8% vẫn nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng mà cái phần nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25% đó trong tháng 11 này đó cũng không nhỏ đó các bạn, 41% tới tháng 12 của năm nay đó cuộc họp cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 13 tây tháng 12 đó thì các bạn thấy là phần lớn 54.9% vẫn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở cái mức hiện tại nhưng mà chúng ta cũng còn một phần khác đó thì nghĩ là Fed sẽ giữ mức là 5.5 tới 5.75 này sẽ tăng thêm 0.25 và phần này đó cũng ở mức là khoảng ba mấy 40% chứ không phải là nhỏ Nói chung thì chúng ta sẽ biết thêm thông tin trong tuần này cũng như là những tuần tới đây đó trước khi mà có cuộc họp chúng ta sẽ nhận thêm được một cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI để xem coi là chỉ số CPI nó có phản như thế nào các bạn một điều mà chúng ta chờ đợi một thời gian dài rồi đó chính là giá nhà à, giảm xuống các bạn và thường đang nói tới là cái giá mướn nhà đó giảm xuống thì đó là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến chỉ số CPI chúng ta đều biết nó có một cái sự trì hoãn nhưng mà cho tới bây giờ đó vẫn thực sự chưa thấy chỉ số đó giảm xuống đây là đề tài mà nhiều người sẽ quan tâm đến trong tuần này Tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn khi nào mà chúng ta có thêm những cái tin tức liên quan tới những cái quan chức Fed sẽ nói gì Chúng ta chuyển qua nói tới crypto đi các bạn Trước hết chúng ta nói tới Bitcoin đó, thì chúng ta đã thấy là giá cũng không thay đổi nhiều Ở mức là 25.779 đô Thì cuối tuần này đó các bạn thấy được là giá nó cũng xoay quanh mức là khoảng 26.000 đô Thì bây giờ cũng cỡ đó cũng chưa có gì gọi là thay đổi nhiều Chúng ta có thể nhìn thấy một số những thông tin non-chain đi Thì uh, trước hết chúng ta sẽ thấy là thị trường bây giờ vẫn rất là ảm đạm cho bạn thậm chí ngay cả trading cũng không có bao nhiêu hết chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình cái đường màu xanh này là đại diện cho những cái lệnh futures đòn bẩy đó liên quan tới bitcoin đang được mở trên những sàn thì các bạn đã thấy là cái ngày mà cái đường màu xanh này ra giảm nhanh đó chính là ngày 17 tháng 8 lúc đó là lúc mà có nhiều lệnh non về thanh lý khi mà giá Bitcoin từ 29.000 đô xuống còn 26.000 đô sau đó các bạn thấy được là cũng có một cái sự tăng trưởng trở lại cái số lệnh đòn bẩy đó đã tăng lên ngày 29 tháng 8 nhưng mà ngay sau đó nó lại có thêm một đợt thanh lý nữa nói chung thì cái mức lệnh đòn bẩy bây giờ đó cũng không có sự tăng trưởng các bạn thị trường vẫn rất là ảm đạm ngay cả những trader đó cũng không có nhiều lệnh mở hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là cái phần trăm đòn bẩy sử dụng đó thì cũng đang ở cái mức thấp sau khi mà có cái đợt thanh lý vào ngày 17 tháng 8 các bạn sau khi mà thanh lý ra cái đường màu xanh này giảm xuống thì bây giờ chúng ta thấy là cái đường màu xanh này cũng không có sự tăng trưởng trở lại có nghĩa là không có nhiều lệnh đòn bẩy được mở thêm sau khi mà có cái đợt thanh lý vào giữa tháng 8 cộng với lại cái số phần trăm đòn bẩy đang được sử dụng bây giờ đó cũng không có cao có nghĩa là cái sự hứng thú trading đang giảm xuống và cộng vào đó nữa chúng ta thấy là những người mà đang trade bây giờ đó họ cũng không có chắc chắn xu hướng các bạn cho nên cũng không dám sử dụng nhiều lệnh đòn bậy hiện tại đó là những gì mà thường có thể chia sẻ khi mà nhìn vào tài liệu đến từ crypto One. Chúng ta hãy nhìn thêm một tài liệu nữa, đó chính là tài liệu liên quan tới những thợ đào các bạn và đây là tài liệu rất là thú vị. Tại vì trước hết chúng ta nhìn vào chỉ số MPI đó để xem coi là gần đây thợ đào có tiếp tục bán nữa hay là không. Thì Thuận có thể chia sẻ với các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được là từ độ năm cho tới bây giờ đó đã rất nhiều lần chúng ta đã thấy là cái đường màu xanh này đã qua khỏi cái đường chấm chấm màu đỏ. Cái đường chấm chấm màu đỏ này là đại diện cho cái mức trung bình có nghĩa là tương đối so với 12 tháng trước đó, thì những thợ đào họ bán bao nhiêu bịch khôi, không phải là đo cái số lượng nhiều hay ít các bạn mà nó đo cái số lượng là ngay cái thời điểm đó so với lại trung bình 12 tháng trước đó đó thì cái số lượng bán là nhiều hay ít. Giống như chúng ta hãy lấy ví dụ vào tháng 3 đi thì ngay cái thời điểm ngày 7 tháng 3 này đó cái đường này đã vượt qua những đường chấm chấm màu đỏ có nghĩa là tương đối so với lại 12 tháng trung bình trước đó đó thì cái số lượng thợ đào bán coi như là cao và chúng ta có thể nhìn thấy được là liên tục trong năm nay đó nhất là chúng ta có thể nhìn thấy là cả hè năm nay từ tháng 6 cho đến cuối tháng 8 đó, thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái đợt mà đường màu xanh này qua khỏi cái đường màu đỏ này nhưng mà gần đây thì không các bạn sau khi mà chúng ta có một cái đợt thanh lý vào ngày 17 tháng 8 đó thì cái số lượng Bitcoin được bán với thời đào cũng không có cao nữa chúng ta thấy được là cả nửa tháng qua đó thì vẫn ở cái mức là dưới cái đường chấm chấm màu đỏ này có nghĩa là thời đào cũng không có dấu hiệu bán hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thêm một tài liệu nữa đến từ Crypto Khoan cũng liên quan đến thời đào Thì các bạn đã thấy là trên màn hình thì đây cũng là một cách đo lường khác Nó không có đo lường cái số lượng trung bình mà đo lường coi là có bao nhiêu Bitcoin được gửi đến từ những cái ví của những cái thợ đào đến sàn giao dịch các bạn Rất rõ ràng thì chúng ta thấy được là cả mùa hè rất là sôi động luôn Nghĩa là thợ đào bán rất là nhiều trong cái mùa hè vừa qua các bạn Từ tháng 6 cho đến tháng 7 đó cái điều màu xanh này liên tục tăng lên Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được bây giờ thì không phải nữa Nghĩa là ngay cả thời điểm bây giờ thời đào đó cũng không có dấu hiệu là bán nhiều khi chúng ta nhìn vào cái uh, tài liệu miner to exchange flow đến từ crypto coin và ngược lại đó chúng ta đã thấy là cái hash rate tốc độ đào đó thì lại tiếp tục tăng lên trên bitcoin điều này đó là một điều rất là thú vị tại vì các bạn cứ nghĩ đi chúng ta đang Tiến tới cái đợt Bitcoin Haven năm 2024. Bây giờ đó đã, đã là tháng 9 rồi. Thì nói đơn giản là còn 6 tháng nữa, còn nửa năm nữa đó là sẽ có Bitcoin Haven. Thì ngay thời điểm đó cái số lượng Bitcoin được đào sẽ bị giảm đi phần nửa cho những cái thợ đào mỗi lốc đó thì sẽ giảm đi phần nửa. Có nghĩa là nếu như mà giá giữ nguyên, giá giữ nguyên đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái thu nhập của thợ đào sẽ giảm đi 50%. Tại vì cái số lượng Bitcoin đào ra đã bị giảm đi 50% rồi các bạn Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là tốc độ đào vẫn tiếp tục và tiếp tục tăng À, và đã tăng một thời gian là các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là không phải là mới đây Mà là ngay cả cái thời điểm Là bull run á, tháng 7 năm 2021 Mãi cho tới bây giờ Chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái đường màu xanh này tăng trưởng Và ngày lại càng tăng lên các bạn Có nghĩa là những thời đào Họ hoàn toàn đó không có bất cứ một cái sự lo lắng gì à, Về việc là đào bitcoin á, Ngày lại càng khó khăn hơn Tại vì tốc độ đào tăng Thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo các bạn Đây là đại diện cho độ khó đào à, Nhưng mà họ vẫn tiếp tục tăng tốc lên để đào Tại vì sao các bạn? Không phải là tại vì họ lo lắng là khi mà giá Bitcoin hai bên rồi đó họ sẽ bị lỗ phần nửa không? không Không nghĩ gì đâu, tôi nghĩ là bây giờ họ tranh thủ đào. Tại vì họ có lòng tin là sau khi mà có Bitcoin hai bên đó, thì chúng ta lại sẽ thấy giá của Bitcoin sẽ có một cái sự điều chỉnh Có một cái sự tăng lên để đại diện cho cái số lượng bitcoin bị đào đã bị mất đi phần nữa và đó là lúc chúng ta sẽ thấy là giá sẽ tăng trưởng nhanh cho bitcoin và những thời đào đó thì bây giờ chúng ta thấy là vẫn tiếp tục tăng tốc để mà đào và chúng ta cũng đừng quên là blackrock đó là đứng sau lưng bốn trong năm công ty đào lớn nhất hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy được là blackrock hiện bây giờ là họ sở hữu rất là nhiều cổ phần cho những công ty đào bitcoin các bạn chúng ta nói tới BlackRock uh, liên quan đến uh, Bitcoin Spot ETF nhưng mà thật ra đó sau lưng các bạn thấy là BlackRock đã từ lâu đầu tư vào những cái công ty đào, riot platform các bạn thấy được là BlackRock đó đã sở hữu tổng cộng là hơn 6% cổ phần của công ty. Marathon các bạn thấy là BlackRock đó đã sở hữu là cũng hơn 6% cổ phần của công ty và tính tới cái mức là gần 200 triệu đô la các bạn. Và có hai công ty kia đó thì ít hơn uh, đó chính là công ty Cypher Mining và Terraworth các bạn Cypher Mining thì BlackRock thì bây giờ sở hữu là không tới 1% Và Terraworth thì họ sở hữu chỉ có là hơn 2% mà thôi Thì hai công ty nào lớn đó, Riot và Marathon họ sở hữu rất là nhiều cổ phần Và những công ty này lại tăng tốc để mà tiếp tục có thể đào Bitcoin hiệu quả hơn. Trong khi chúng ta sắp sửa có Bitcoin Haven thì các bạn có thể nghĩ BlackRock đang bullish hay là đang bearish khi mà Bitcoin Haven diễn ra các bạn. Đương nhiên là bullish rồi, chứ nếu không đó thì họ cũng đâu đầu tư vào những công ty đào như thế này. Trong khi họ biết là khi mà Bitcoin Haven xảy ra đó, thì ngay lập tức thu nhập của những công ty đào sẽ bị giảm phân nữa thì đương nhiên họ nghĩ là ngược lại giá Bitcoin sẽ phải tăng cho nên họ mới bullish và đầu tư vào những công ty đào như thế này. Và cộng với lại chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch các bạn và điều đó vẫn đang xảy ra hiện tại. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra khi mà chúng ta bước vào một mùa mới. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình đó đại diện cho cái số lượng Bitcoin trên sàn. Các bạn thấy được là những cái mùa trước đó đó, những cái chu kỳ trước đó chúng ta nhìn thấy được là năm 2017, à, năm 2015 đó, những thời điểm này chúng ta đều vẫn thấy được là khi mà giá tăng thì cái số lượng Bitcoin trên sàn tăng lên và thậm chí ngay cả trong mùa đông năm 2018-19 chúng ta cũng thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn càng ngày càng, càng tăng lên nhưng mà bắt đầu từ thời điểm là tháng 3 năm 2020 đó là cái sự khởi đầu của Bitcoin tiếp tục rời khỏi sàn các bạn và mãi cho đến ngày hôm nay thì Đương nhiên có rất nhiều công ty đó họ bắt đầu thu mua Bitcoin vào năm 2020 Trong đó có luôn cái công ty MicroStrategy không phải công ty nào họ cũng công bố rồi các bạn và ngược lại bây giờ chúng ta đã thấy là nhiều những công ty forward họ lên tiếng ủng hộ cung cấp dịch vụ crypto muốn có Bitcoin Spot ETF thì các bạn nghĩ là bây giờ họ mới thu mua hay là họ đã thu mua trước đó rồi cho nên một giả thuyết tôi không có bằng chứng để chứng minh nhưng mà một giả thuyết cho thấy được đó là năm 2020 tháng 3 của năm đó khi mà dịch bệnh bắt đầu xảy ra đó đó chính là cái thời điểm mà rất nhiều Bitcoin đã được thu mua tích lũy bởi nhiều công ty nhưng mà họ âm thầm làm điều đó dẫn đến là cái số limit bitcoin đó rời khỏi sàn mãi cho tới bây giờ luôn chúng ta cũng có thể nghĩ là vào wow, cái số limit coin rời khỏi đó là tại bây giờ chúng ta có phong trào từ lưu trữ crypto sau những cái sự kiện năm 2022 nhưng mà những cái thời điểm trước đó thì sao các bạn các bạn nên nhớ đó là cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn đã xảy ra vào tháng 3 năm 2020 chứ không có phải đã chỉ mới xảy ra sau năm 2022 các bạn. Đương nhiên à, các bạn cũng thấy là những sự kiện như FTX cũng đã làm tăng tốc cái phong trào từ dụ crypto. À, chúng ta đã thấy được là những thời điểm như tháng 11 đó thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn rất là nhanh luôn tại vì nhiều người bây giờ đã hiểu được sự quan trọng của tự giữ Bitcoin như thế nào rồi. Nhưng mà trước đó đó thì không phải các bạn. Cho nên đây vẫn là một giả thuyết mà tôi nghĩ là có khả năng cao. Chứ nếu như không đó thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn như thế này đi gì đâu các bạn Nhất là khi chúng ta thấy là có những cái đợt tăng trưởng giá đó những cái đợt tăng trưởng giá của năm 2021 khi mà giá Bitcoin lên tới 63.000 đô vào tháng 4 rồi sau đó đạt đỉnh là 69.000 đô vào thời điểm tháng 11 thì những lúc này đó chúng ta cũng không thấy là Bitcoin được đẩy ngược trở lên trên sàn mà chúng ta ngược lại đó thấy là cái số lượng Bitcoin trên sàn thì không có thay đổi nhiều của bạn nó không có một cái sự cân bằng cho nên cái đường màu xanh này giống như là đi ngang ngay cái thời điểm đó nhưng mà sau đó để tiếp tục rời khỏi sàn thì nếu như thật sự là có những công ty họ thu mua họ tích lũy giống như Michael đó thì đương nhiên họ không phải tích lũy chỉ để có được một cái phần lợi nhuận như là khi giá Bitcoin tăng lên 63.000 hay 69.000 họ tích lũy vì một cái lý do gì đó lớn hơn các bạn các bạn nghĩ sao các bạn hãy để comment ở bên dưới Chúng ta có thể nhìn thấy được cả thị trường crypto ngày hôm nay đã thì có xanh có đỏ Nói chung là chúng ta cũng có khá là nhiều những cái con có sự tăng trưởng khoảng chừng là 2-4% ngày hôm nay Trong đó đó chúng ta có một đồng đó chính là Solana các bạn Solana đã có sự tăng trưởng là 4.3% ngày hôm nay Nhiều hơn những đồng lớn còn lại Thì tại sao vậy các bạn có hai cái thông tin liên quan tới Solana Và thông tin lớn nhất đó chính là cái sự hợp tác giữa Solana và Visa thì đương thích thêm cái vấn đề này với các bạn Bây giờ đó công ty Visa họ nói là họ cũng đã thử nghiệm một thời gian Bằng cách là di chuyển đồng USDC Đồng Stablecoin của Circle đó trên mạng lưới của Ethereum thông qua sự hợp tác giữa công ty Visa và công ty Crypto.com thì họ cũng cảm thấy là có cái sự thành công rồi bây giờ đó họ muốn mở rộng ra nhiều người nói là bây giờ đó là công ty Visa sẽ chính thức sử dụng Solana thì chưa hẳn đâu các bạn bây giờ họ chỉ thử nghiệm mà thôi cũng giống như là họ đã thử nghiệm với TBM. bây giờ họ muốn mở rộng và thử nghiệm mạng lưới của Solana họ không nói rõ lý do tại sao các bạn nhưng mà tôi nghĩ một trong lý do đó chính là chi phí Tôi nghĩ là bây giờ đó họ đã biết là sử dụng crypto để mà di chuyển tiền đó, đó mới là tương lai. Nhưng mà có phải là họ nên sử dụng Ethereum hay không đó thì bây giờ họ muốn thử nghiệm xem một mạng lưới khác nó sẽ như thế nào. Tại sao người này nói là đó là tương lai các bạn? Tại vì Visa nghĩ như vậy và tôi cũng biết tại sao họ nghĩ như vậy. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa. Thì bây giờ đó Solana sẽ hợp tác với lại Visa cùng với lại hai công ty đó chính là Worldpay và Nove để có thể di chuyển đồng USDC trên mạng lưới của Solana. Thì tại sao mà công ty Visa lại muốn sử dụng đồng USDC các bạn Tại sao họ không tiếp tục hoạt động như là bây giờ Công ty Visa và Mastercard đó là hai công ty coi như là lớn nhất Giống như là họ nắm hết cả thị trường để mà phát hành thẻ rồi Các bạn nghĩ đi, các bạn lấy cái ví mình ra Các bạn xem những cái thẻ, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đó Thì cái logo trên đó các bạn, logo Visa hay là logo Mastercard thôi Thì tại sao họ lại phải thử nghiệm USDC như thế này Lý do rất đơn giản thôi, các bạn đã thấy được là nếu như mà chúng ta nhìn vào một cái sự giải thích đơn giản là khi mà các bạn sử dụng cái thẻ visa các bạn đó, thì chuyện gì xảy ra các bạn cứ hồi tưởng đi các bạn đến một cái thương hiệu gì đó một cái tiệm nào đó các bạn mua đồ ngay cái chỗ tính tiền đó các bạn bắt đầu là quẹt thẻ của mình hay là các bạn đút thẻ của mình vào thì cái thẻ của bạn đó nó sẽ chạy vòng vòng khoảng chừng là vài giây rồi sau đó nó nó hiện cái chữ approve nghĩa là chấp nhận rồi các bạn sẽ lấy thẻ ra được thì chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đây là một cách hoạt động của công ty visa để hiểu đơn giản hơn đó là khi các bạn dùng cái thẻ để mà thanh toán ở bất cứ một nơi nào thì khi các bạn bắt đầu là đưa tài liệu của thẻ như là các bạn quẹt thẻ hay là cắm thẻ vào đó hay là các bạn bắt đầu là đưa cái mã pin của mình cái tài liệu thẻ đó và cái thông tin thanh toán bao nhiêu sẽ được gửi đến cho cái ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho cái tiệm đó. Giống như là các bạn là sử dụng ngân hàng Bank of America đi, nhưng mà cái công ty mà cung cấp ngân hàng cho cái tiệm đó nó chính là ngân hàng Chase. Thì khi các bạn quẹt thẻ như vậy đó thì cái thông tin sẽ gửi đến cho ngân hàng Chase của cái tiệm đó nói là bây giờ đó là có cái khách hàng này họ muốn thanh toán là 100 đô đi thì công ty chase nhận được thông tin đó họ sẽ gửi một tin nhắn tới cho mạng lưới của visa để kiểm tra các bạn tại vì công ty chase làm sao biết được là trong ngân hàng các bạn có bao nhiêu tiền à, thì họ sẽ gửi thông tin đến cho visa thì visa sẽ gửi cái thông tin đến cho cái công ty mà phát hành cái thẻ đó. Nếu như cái thẻ đó là đến từ ngân hàng Bank America đi thì công ty Visa sẽ gửi thông tin đến để mà xác nhận coi coi có phải là người này có account và có thể thanh toán được hay không. Sau đó đó thì uh, ngân hàng của các bạn sẽ nói là đúng rồi Đây là người khách hàng của ngân hàng chúng tôi và có tiền Và thẻ này đó là chúng tôi cung cấp trên mạng đứa của Visa Visa mới gửi cái thông tin đó đến cho cái uh, ngân hàng của chủ tiệm đó các bạn Nói là bây giờ đó, ngân hàng bên kia đã xác nhận rồi và sau đó các bạn mới thấy được là trên màn hình nó hiện được cái chữ SUCCESS Rồi uh, các bạn mới có thể là lấy đồ của mình được và coi như thanh toán hoàn tất Đây là cái cách giải thích rất là đơn giản các bạn Nhưng mà các bạn đã thấy là tuy là chỉ tốn vài giây thôi nhưng mà có rất nhiều điều đã xảy ra Và thậm chí là những mạng lưới mà nó chậm hơn các bạn Nhiều khi các bạn thấy là các bạn thanh toán thẻ đó Nó tốn nhiều thì tới nửa phút luôn thì mới thanh toán xong Và khi các bạn thanh toán như vậy đó thì ai cũng được trả tiền hết các bạn Cho nên uh, chúng ta thì thấy được là các bạn trả 100 đô đi Thì uh, ngân hàng mà cung cấp cấp cái thẻ các bạn đó sẽ lấy khoảng chừng là 1 đồng 75 cent Cái mạng lưới giống như là Visa hay Master đó thì họ sẽ lấy khoảng chừng là 14 cent các bạn Rồi cái công ty mà cung cấp dịch vụ máy móc để mà chủ tiệm thanh toán đó sẽ lấy khoảng chừng là 30 cent Và cuối cùng ra các bạn thanh toán 100 đô tới tay của chủ tiệm đó, thì còn khoảng chừng là 97 đô 81 cent mà thôi con số này đó các bạn cảm thấy là không nhiều nhưng mà rất nhiều tại vì hàng ngày đó một tiệm thanh toán biết bao nhiêu người các bạn và một ngày đó mạng lưới visa những ngân hàng này đó họ díu bao nhiêu giao dịch đây là một cái phí rất là lớn và nhiều bạn nói là chúng ta thanh toán sử dụng bằng crypto đó thì cái chi phí gửi qua Ethereum, chi phí gửi qua mạng lưới này mạng lưới kia đó thì nó đắt nhưng mà thật ra đó cái các bạn không có để ý là những cái chủ tiệm này đó họ biết là họ sẽ phải trả bao nhiêu khi mà các bạn thanh toán bằng cái thẻ Visa cho nên họ đã đôn tiền lên rồi các bạn nghĩa là cái mặt hàng các bạn mua đó thì họ đã tính luôn cái chi phí sử dụng thẻ trong đó rồi nghĩa là tới cuối cùng là người mà trả chi phí này đó chính là người dùng nhưng mà những điều này sẽ không có xảy ra khi mà chúng ta sử dụng đồng ổn định chúng ta sử dụng những cái crypto của bạn tại vì những crypto không cần phải thông qua như vậy thì một cách đơn giản hơn đó là mạng lưới crypto chúng ta sử dụng giả sử như là bitcoin ethereum solana xrp thì các bạn có nghĩ đi những cái người mà tham gia vào staking những cái thợ đào đó thì họ thay thế cái quy trình này khi mà một cái giao dịch được xác nhận ở trên blockchain đó, có nghĩa là chúng ta đã thấy là đã xác nhận là trong cái ví các bạn có tiền và cái crypto đó đã được di chuyển và được xử lý bởi mạng lưới Thì nó cũng thay thế cái quá trình này và cái phí các bạn trả nó, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều Khi mà các bạn nghĩ theo cái cách này các bạn à, Và đương nhiên khi mà các bạn trả cái phí nó cao hơn đó Nếu như các bạn à, thanh toán ngân hàng bình thường mà trả giống như là 10.000, 20.000 Thì chi phí này nó sẽ tăng lên Trong khi mà các bạn có thể là thanh toán bao nhiêu tiền cũng không cần biết Nhưng mà ở trên mạng lưới À, của blockchain đây các bạn vẫn trả cùng một phí mà thôi tại vì nó tính theo là input và output các bạn thì đây là cái lý do tại sao mà những công ty Visa Mastercard này đó họ muốn sử dụng crypto tại vì họ nghĩ nếu như là họ không sử dụng nó thì những người cạnh tranh với họ cũng sử dụng và đối với một người thanh toán bình thường nó họ cũng không có biết họ sử dụng crypto đó các bạn các bạn có thể nghĩ đi các bạn đến một quốc gia nào đó các bạn sử dụng thẻ các bạn xin các bạn ở Việt Nam đi các bạn cầm thẻ ngân hàng Việt Nam qua đây các bạn vẫn mua đồ được tại vì sao tại vì không phải là ngân hàng Chase ở Hoa Kỳ đã biết ngân hàng các bạn ở Việt Nam là ai đâu chỉ là họ thông qua nhiều những cái đơn vị trung gian và những đơn vị đó đó cùng nhau đảm bảo cho nên tới cuối cùng các bạn mới toán được và đương nhiên những đơn vị đó đó họ đứng ra để mà xử lý đảm bảo đó thì không phải là miễn phí, họ sẽ tính cái phí Nhưng mà nếu như sử dụng crypto thì cái người mà thanh toán như vậy đó thì các bạn sẽ thấy được là hai công ty mà có cái mối quan hệ lẫn nhau hay là cùng chung một mạng lưới đó thì họ có thể là sử dụng crypto sau lưng cái giao dịch đó và cái crypto đó đó được xử lý bởi blockchain thì coi như là hai bên đã đồ đã thanh toán thành công rồi nhưng mà các bạn là người mà sử dụng thẻ cũng không biết được là sau lưng chính là crypto được di chuyển đâu nhưng mà chi phí nó sẽ rẻ hơn và cũng có thể nhanh hơn rất là nhiều và tốc độ cũng là một lý do tại sao mà tôi nghĩ là công ty visa muốn tìm hiểu những mạng lưới khác tại vì trong cái thông báo chính thức đó, họ cũng đề cập đến là Solana có thể là xử lý trung bình là 400 giao dịch mỗi một giây và trong những cái thời điểm mà được sử dụng nhiều đó thì có thể xử lý lên tới là 2000 giao dịch mỗi một giây. Cho nên khi mà nói tới là sử dụng crypto để thanh toán đó là tương lai thì nhiều người ta à, có phản ứng rất là mạnh các bạn tại sao crypto là tương lai, à, crypto dao động mạnh, crypto này kia kia nọ nhưng mà thật ra đó nếu như các bạn đừng nghĩ đến cái chữ crypto, các bạn thay thế chữ đó bằng bất cứ chữ nào, các bạn có thể nói được là trong tương lai đó sẽ có một cái mạng lưới, một cách nào khác để có thể đảm bảo với hai bên tại vì cuối cùng các bạn thấy là mạng lưới visa như mạng lưới này đó trên căn bản là họ chỉ truyền tin lẫn nhau mà thôi để xác nhận là cái người thanh toán là cái người mà thật sự có tiền và ngân hàng ở bên cái người mà chấp nhận thanh toán đó nhận được cái thông tin đó và thông tin đó được đảm bảo bởi những công ty như là visa thì họ sẽ an tâm và lúc đó các bạn mới lấy hàng hóa của mình được Chứ nếu như không đó, thì các bạn sẽ bị thất bại và các bạn sẽ không thể mua đồ được Cho nên cái mà họ truyền thông tin lẫn nhau đó trên căn bản có thể được thay thế bởi những cái mạng lưới khác Mà nó không cần phải phức tạp như thế này Nó có thể là thông qua một mạng lưới blockchain thì cũng là một cách truyền thông tin Khi mà có được cái sự xác nhận đến từ cái blockchain đó các bạn Cái mà Visa Mastercard muốn là nhanh hơn hay là rẻ hơn Tại vì nếu không đó họ có khả năng là sẽ bị thay thế bởi một công ty cạnh tranh với họ sau này nếu như mà những công ty đó đó bây giờ họ không cạnh tranh được tức là visa với master american express discovery những công ty này đã chiếm hết thị phần thị trường rồi một công ty mới nổi lên đó, mà muốn làm như vậy đó thì rất là khó các bạn họ phải có à, những cái đối tác ngân hàng sẵn họ phải có những cái công nghệ sẵn để mà cạnh tranh thì rất là khó nhưng mà ngược lại đó nếu như mà họ đi một cái con đường khác sử dụng blockchain thì có thể cạnh tranh với lại visa và mastercard và những cái công ty tương tự nếu như mà họ có thể làm được rẻ hơn và nhanh hơn tại vì tới cuối cùng đó người dùng và cái người uh, chủ tiệm đó không quan tâm gì hơn là thanh toán có nhanh hay không khi nào họ nhận được tiền và chi phí là bao nhiêu đó là điểm họ quan tâm đến cho nên nếu như mà chúng ta nói là crypto đó không có bất cứ mẫu dụng thực tiễn nào thì uh, Tôi nghĩ các bạn cần phải nghĩ đến nếu như là đó là sự thật đó, thì những công ty như là Visa, Master những ngân hàng họ không cần phải bỏ công sức ra để mà thử nghiệm đâu tại vì họ nghĩ điều này là một điều hoàn toàn có thể sau này. Đó là thông tin lớn liên quan tới Visa và Solana và Solana đương nhiên xử lý được nhiều cái cho các bạn. Miễn là mạng lưới đừng có bị nhân hoạt động mà thôi <laughs> Nhưng mà sự thật đó, là có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau Nhưng mà Solana đã được chọn bởi Visa để thử nghiệm tiếp tục Và cái khả năng là Solana sẽ được lựa chọn bởi Visa sau này Mà không phải Ethereum Đương nhiên sẽ khiến cho nhiều fan của Ether không thích các bạn Và chúng ta lại có thêm một thông tin nữa Liên quan tới và Vitalik <laughs> và Solana Chi tiết hơn nữa là chúng ta cũng đã nghe nói tới thông tin là Tại sao mà và Vitalik lại bán hết tất cả token MakerDAO của mình như là token MKI các bạn Đây là một cái token quản trị của mạng lưới và chúng ta có thấy được là trên mạng lưới của MakerDAO đó Cái đồng mà nổi tiếng nhất đó chính là đồng stablecoin DAI, là đồng stablecoin phi tập trung mà lớn nhất hiện bây giờ mà nhiều người có cái lòng tin cao nhất thì và tôi đã từng chia sẻ đó là cách đây vài ngày và lịch đã đâm hết cái số lượng MakerDAO token đáng giá khoảng chỉ là 580 ngàn mà thôi à, cái con số này nó nó cũng không có thể nào mà thay đổi được giá cả đâu các bạn tại vì con số cũng không có phải là lớn nhưng mà vì lý do và lịch là người mà đâm số lượng token này sau khi mà đã lưu trữ khoảng chừng 2 năm đó đây cũng là một trong dấu hiệu cho thấy được là và lịch đã không còn có lòng tin với lại MakerDAO nữa và đương nhiên dấu hỏi vẫn là như vậy thì còn đai ra sao các bạn tv đai là token phi tập trung mà được sử dụng rất nhiều trong hệ sinh thái của ethereum thì ngày hôm qua có thông tin là co-founder của MakerDAO đã quyết định để sử dụng cái mã nguồn của Solana như là sẽ sử dụng mã nguồn của Solana làm cái căn bản để có thể có một cái mạng lưới mới một cái new chain các bạn thì để các bạn hiểu rõ hơn đó MakerDAO đã từ lâu đã có một cái lộ trình và lộ trình MakerDAO đó đến cuối cùng sẽ không có dựa vào Ether nữa tại vì bây giờ MakerDAO và đồng đai đó đang chạy trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà trong tương lai đó thì MakerDAO muốn là có một cái blockchain riêng và và trước đây ai cũng nghĩ là đương nhiên tới lúc mà họ có blockchain riêng nên họ sẽ sử dụng cái mã nguồn của Ethereum nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đã biết là co-founder của MakerDAO nghĩ là nên sử dụng mã nguồn của Solana và dựa theo thông tin thì bà Tha Lực không có happy lắm về cái sự lựa chọn này cho nên chúng ta đã thấy là bà Tha Lực đã đâm hết token của MakerDAO thì đây là những thông tin lớn thì muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta còn một số những thông tin khác cũng rất thú vị Tôi thường tiếp tục chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước hết ấy, chúng ta đã biết là Bitcoin vẫn tiếp tục rời khỏi những sàn giao dịch Ether cũng như vậy luôn các bạn các bạn đã thấy là cái tuyến đường của Ethereum cũng không khác gì Bitcoin tiếp tục tiếp tục mất đi trên sàn và cũng có nhiều lý do chúng ta có lòng tin là những công ty lớn đó, khi mà họ đã ý đến bitcoin rồi thì đồng kế tiếp họ sẽ đi đến đó chính là Ethereum và chúng ta cũng đã bắt đầu là có nhiều động thái rồi đã có nhiều những cái quỹ đầu tư lớn để đơn để có một cái Ethereum futures ETF các bạn cái sự cạnh tranh giữa những hệ sinh thái DeFi giữa những cái blockchain khác nhau thì ta không nói đến nhưng mà cho dù là nói đến những cái đó đó Ether vẫn là hệ sinh thái đứng hàng đầu hiện tại cho smart contract nhưng mà nói tới vị thế của Ethereum trong thế giới đầu tư đó, thì chỉ đứng sau lưng Bitcoin mà thôi các bạn có thể nói được là ngoại trừ Bitcoin ra đó những công ty những đầu tư đó họ lưu trữ nhiều nhất là Ethereum điều đó là điều đó là hoàn toàn không thể phủ nhận được các bạn khoảng cách giữa Ethereum và những đồng khác đó trong thế giới đầu tư rất là xa luôn chỉ đứng sau lưng của Bitcoin mà thôi cho nên nên, cho dù các bạn nghĩ sao về công nghệ của Ethereum, cho dù các bạn nghĩ hệ sinh thái của Ether như thế nào, các bạn nếu như mà nói về phương diện đầu tư đó và được chấp nhận bởi thế giới đầu tư thì Ethereum sẽ là đồng thứ nhì, thuận có đồng tin đó là sự thật các bạn. Nói tới một số thông tin nữa và khác đó chúng ta có cái thông tin rất là thú vị luôn đến từ Salvador thì uh, ở el salvador đó, ministry of education có nghĩa là cái bộ giáo dục của salvador đã có cái sự hợp tác với lại một cái đơn vị phi lợi nhuận có tên là my first bitcoin chỉ từ tiếng anh là như vậy và hai cái đơn vị này đó bộ giáo dục và My First Bitcoin sẽ cùng nhau tạo ra một cái khóa học liên quan tới Bitcoin các bạn và sẽ được dạy cho những cái trường công ở El Salvador bắt đầu năm 2024 wow các bạn Bitcoin sẽ được dạy ở trường học công ở El Salvador các bạn thấy được ở Salvador đó hoàn toàn không chung bước mà vẫn tiếp tục tiến tới và làm hết bất ngờ này tới bất ngờ kia các bạn và để bắt đầu đó thì ngày 7 tháng 9 của năm nay như là còn 2 ngày nữa thì sẽ bắt đầu là dạy cho những giáo viên các bạn thì những giáo viên họ phải đi học trước rồi họ mới dạy những trường học được và sẽ có tổng cộng 150 giáo viên đến từ 75 trường sẽ bắt đầu học về Bitcoin rồi sau đó đó họ sẽ bắt đầu là giảng dạy, dạy Bitcoin ở trường Thông tin kế tiếp là liên quan tới cập nhật à, giữa Grayscale và SEC Chúng ta đã biết là sau khi mà Grayscale đã thắng kiện rồi thì SEC có 45 ngày Bây giờ họ còn khoảng 40 ngày các bạn Để ra quyết định là sẽ xử lý Grayscale như thế nào Họ sẽ chấp nhận để có thể chuyển đổi cái quỹ Grayscale uh, Bitcoin Trust thành cái quỹ ETF Hay là họ sẽ kháng cáo Thì uh, chúng ta đã thấy là bên Grayscale đó luật sư của họ đã gửi một văn bản đến cho SEC Tóm lại nó nói là SEC chỉ có một lựa chọn duy nhất là hãy chấp thuận đi Tại vì cứ tiếp tục đó cũng không có ý nghĩa gì hết Rayscale sẽ sẵn sàng chiến đấu tới cùng Và nếu như mà muốn bắt đầu thỏa thuận đó thì hãy gọi điện thoại các bạn Và đã để hai số điện thoại ở đây để cho SEC trả lời Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là SEC sẽ có quyết định gì Nhưng mà các bạn thấy là Rayscale bắt đầu đã tạo ra áp lực đối với SEC và không chỉ Rayscale các bạn, chúng ta thấy được là có rất nhiều những dân biểu, những nghị sĩ đó cũng đã lên tiếng tạo áp lực cho SEC giống như là dân biểu Tom Emmer đã nói là SEC đó đã thu kiện với Ripple, thu kiện đối với Rayscale Cứ tiếp tục như vậy đó thì cũng không có nghĩa gì hết đó, và có khả năng là SEC sẽ tiếp tục thu kiện trong những cái vụ kiện liên quan tới Coinbase và những cái vụ kiện tương tự khác Và rất rõ ràng đó khi mà ra tòa rồi thì những gì mà Chủ tịch Gary Johnson nói đó đều bị bác bỏ hết là đây là một cái thị trường mà không có luật gì quản lý tất cả đã phải đi theo luật chứng khoán vân vân thì hầu như đã bị tòa bác bỏ phần lớn rồi cho nên những gì mà Gary Gensler nói đó là không đúng sự thật và chúng ta cũng đã biết là trong tháng này Gary Gensler sẽ phải lên quốc hội và chúng ta đã biết một trong những nơi mà Gary Gensler không muốn tới đó chính là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và trong đó chúng ta có Chủ tịch là Patrick Henry rất ủng hộ crypto các bạn và cũng đã từng hạch hội SEC Chairman Gary Gensler thơm member cũng như vậy Nói chung thì tháng này Gary Gensler cũng sẽ gặp khá nhiều rắc rối đó các bạn Nhưng mà nếu như mà Chủ tịch Gary Gensler đã chấp nhận cho Bitcoin Smart ETF thông qua tháng này Tôi nghĩ là đối đầu với lại Hạ Viện Bình Thượng Viện nó sẽ dễ dàng hơn một chút Chứ nếu không nên những người như thêm em Patrick Henry lần này sẽ tấn công mạnh hơn nữa và chúng ta cũng đã thấy uh, cái stablecoin USDC của Circle cũng đã có mặt ở trên Base các bạn và có mặt ở trên Optimism Và điều này cũng không như là quá bất ngờ đâu Các bạn đã biết là Coinbase tạo ra mạng lưới tầng hai của tiêu là base tuy là không có một token base nào hết nhưng mà ai cũng đều hiểu đó là base là mạng lưới hầu như là đang được quản lý bởi coinbase hiện tại và coinbase là cổ củ đông của circle đương nhiên sẽ phải có mặt ở trên base rồi và Optimism cũng là một cái mạng lưới tầng hai rất lớn cho nên không gọi là quá bất ngờ ở đây các bạn nhưng mà một điều bất ngờ đó là mạng lưới base của Coinbase đã bị ngưng hoạt động một thời gian ngắn nhưng mà cũng đã nhanh chóng được chỉnh sửa các bạn và trong vòng 14 phút sau khi mà gặp vấn đề đó nghĩa là cái số lóc mới không có tiếp tục được tạo ra nữa thì trong vòng 14 phút đã hoạt động trở lại ngày hôm qua đó có rất là nhiều những cái tin đồn liên quan đến Jim Cramer và Binance và có rất nhiều hình như thế này được chia sẻ khắp nơi nữa các bạn. Được chia sẻ từ những cái account lớn luôn à, ở trên Twitter. Thì trên màn hình các bạn thấy được là hình này là của Jim Cramer và bên dưới đó các bạn thấy được là có ai đó đã để là Jim Cramer đang nói về Binance và nói là CZ looks like a good guy như là CZ giống như người tốt và tôi đang bullish token BNB đó là đã bị bán quá nhiều cho nên tôi sẽ mua ở đây thì khi mà thấy thông tin này đó các bạn đã biết là mọi người cực kỳ lo lắng tại vì khi mà Jim Cramer quá bullish về token nào đó hay là BI đó thì chia buồn cùng người đó các bạn nhưng mà cuối cùng đó, thì đây chỉ là một cái tin giả mà thôi có nhiều người đó cũng đã chia sẻ là nếu như mà các bạn nhìn kỹ hơn đó thì đây là một tấm hình đã được chỉnh sửa từ một cái screenshot cách đây đã, đã gần một năm rồi các bạn. Đây là cái tấm hình vào ngày 16 tháng 9 của năm ngoái thì ai đó đã lấy tấm hình này rồi sau đó đã chỉnh sửa lại cái từ ngữ đây rồi mọi người lại chia sẻ giống như là đó là sự thật thì các bạn nhưng mà thật ra đây là tin đồn giả mà thôi. Và các bạn thấy là CG cũng nói là cuối cùng cũng đã đỡ lo lắng hơn. <laughs> Tại vì không ai muốn chim khen mà khen mình hết các bạn. Chim khen mà khen ai giống như là Sam Free thì bạn đã biết kết quả ra sao rồi Jim Cramer cũng đã từng khen Elizabeth Holmes của Toronto nói Elizabeth chính là Steve Jobs thứ nhì cuối cùng thì các bạn biết Elizabeth cũng đã bảo thù rồi cho nên không ai muốn chim camera mở khen hết các bạn à, chúng ta cũng có thông tin đến từ sàn Bitfinex cái này cũng không gì gọi là quá bất ngờ đâu chúng ta cũng đã biết là iFinex là công ty mẹ bên dưới iFinex chúng ta có sàn Bitfinex và chúng ta có công ty Tether thì công ty Tether đó cũng đang đầu tư trực tiếp cho Bitcoin nghĩa là họ lấy lợi nhuận để mà lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ cũng giống như là những công ty như là MicroStrategy thì bây giờ Stamperfinex nói là họ cũng đang lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ không nói rõ là bao nhiêu và họ cũng à, hỗ trợ cái mạng lưới tầng 2 của Bitcoin như là Lightning Network và Liquid Network à, Chúng ta cũng có cái à, thông tin liên quan tới một ngân hàng Hàn Quốc có tên là ngân hàng Hana các bạn Thì ngân hàng Hana thì của Hàn Quốc đã, đã hợp tác với công ty Bitgo, công ty lưu ký crypto ở Cali để mà phát triển dịch vụ lưu ký crypto của ngân hàng bắt đầu vào nửa cuối năm tới và biggo cũng đã có kế hoạch lập văn phòng tại hàn quốc vào cuối năm tới các bạn thì chúng ta cũng nghe những thông tin tương tự như vậy ở hoa kỳ có rất nhiều những ngân hàng lớn ở hoa kỳ đã, đã cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto truyền thủy đầu tư bây giờ chúng ta cũng nghe thông tin tương tự đến từ hàn quốc và ngày hôm qua đó chúng ta nhận được cái thông tin là cái công ty cá cược sử dụng crypto state com thôi thì chưa sử dụng lần nào các bạn nhưng thôi biết là state com nó cũng uh, sponsor như là cũng uh, quảng cáo và cũng đẩy mạnh cái dịch vụ của mình trên rất là nhiều những mạng xã hội khác nhau thì công ty state com này uh, đã có thông tin ngày hôm qua là họ đã bị hack lên tới cái mức là khoảng 40 triệu đô la và ngay sau đó đó thì uh, họ đã ngưng không cho deposit và không thể rút tiền ra và thuận thì không có dùng không biết có ai dùng hay không à, nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là họ cũng nói là mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi mà họ bị hack họ cũng không có nói rõ là cái con số 41 triệu này đã bị hack của họ là có ảnh hưởng lớn đến công ty hay là không họ chỉ nói là mọi thứ đã trở lại bình thường các bạn có thể rút và gửi thì có thể là con số này đã không có là gì đối với họ Tại vì họ có thể được kiếm được rất nhiều tiền các bạn Nhưng mà đây cũng là một cái tin tức lớn cho nên Thùng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều chủ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Như mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thùng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn